Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chương trình học trực tuyến với môn âm nhạc. Các em hãy quan sát những hình ảnh trên màn hình. Những hình ảnh mà em quan sát gợi cho em những kỷ niệm gì? Các em học sinh thân mến, đó là những hình ảnh mẹ và cô giáo không cần lo lắng, dìu dắt che chở cho chúng ta những ngày thơ ấu khi chúng ta đi học. Đến với bài học ngày hôm nay, các em sẽ học bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và lời thơ Thiện Thư. Mời các em cùng tìm hiểu qua nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh ngày 20 tháng 11 năm 1951. Âm nhạc của ông mang phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng, trữ tình. Những bài hát của ông, Ơi Cuộc Sống Mến Thương, Cô Bé Dỗi Hờn, Những Nốt Nhạc Xanh. Ông vừa là nhạc sĩ, vừa là nha sĩ. Cô mời các em cùng tìm hiểu bài. Bài hát được viết ở nhịp mấy và trong bài sử dụng những ký hiệu âm nhạc gì? Bài hát được viết ở nhịp 3-4. Những ký hiệu trong bài như dấu lặng đen, dấu luyến, dấu luyến hoa mỹ và dấu nối. Trong bài có hai chỗ là dấu luyến hoa mỹ, đó là chữ ngỡ và chữ học. Các em sẽ hát luyến nhẹ nhàng. Bài hát được chia làm hai đoạn. Đoạn A chia thành 4 câu. Câu 1, ngày đầu tiên đến trường. Câu 2, em đến yêu thương. Câu 3, ngày đầu tiên đến nhạt nhòa. Câu 4, cô vỗ về đến thiết tha. Đoạn B chia thành 4 câu. Câu 1, ngày đầu đến mẹ hiền. Câu 2, em bây giờ đến cô tiên. Câu 3, em bây giờ đến ngày xưa. Câu 4, ngày đầu tiên đến vỗ về. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu. Chúng ta hãy cùng hát từng cặp câu của bài hát. Các em cùng lắng nghe câu 1, 2.
giờ các em hãy hát thật to câu 1, 2. Cô mời các em nghe tiếp câu 3, 4. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiệt thà. Cô mời các em hát câu 3, 4. Chúng ta tiếp tục nghe câu 5 sau. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mê hiền. Em bây giờ cô ngỡ, cô giáo là cô tiên. Em... Mời các em hát câu 5 sau. Chúc các em hát thật hay. Chúng ta nghe hai câu cuối cùng là câu 7, 8. Em bây giờ khôn lớn, mong nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Giờ các em cùng hát câu 7, 8 nào. Cô mời các em cùng hát cả bài hát, chúc các em hát thật tốt. Và trong khi các em ôn bài, các em có thể làm những động tác múa nhẹ nhàng theo nhịp 3-4 của bài hát. Theo các em thì nội dung bài hát là gì nè? Đây là những tình cảm bâng khuâng xao xuyến và kỷ niệm không thể nào quên của thời thơ ấu. Từ đó các em cố gắng chăm ngoan học giỏi để đền đáp công ơn tấm